电线，我住你的。Vâng, chào tất cả bà con. Chúng ta lại tiếp tục trở lại với live stream tiếp theo nhé. Vâng, tôi vẫn đang ở trên đường quốc lộ 5 đây ạ. Tôi vẫn đang ở trạm BOT quốc lộ 5 đây ạ. Chúng ta lại tiếp tục với lại một màn qua trạm đấy nhé. Rất là vui tại vì hôm nay có nhiều niềm vui quá. Anh em đi... Anh em đi qua đây có việc đi qua đây chơi thôi, và đi qua trạm này thì họ thu phí, thứ nhất là vô lý và thứ hai là đắt quá. Mọi người cùng chia sẻ video nào. Mọi người cùng tranh thủ chia sẻ video này nào. Anh ấy thích lên sóng, thích được thích được lên sóng, thích được các nhà báo quay phim chụp ảnh. Cùng hạ cánh một chút để xem nào. Vâng, một anh 21 xuống. Các bạn đã nhận ra chưa? Vâng, chính là anh Đình Sang ở trang page Đình Sang và những người bạn. Nào, chúng ta cùng hạ cánh một chút nữa nào. Cùng hạ cánh một chút nữa nào xem ạ. À, đấy có gì vui không nào? Hết tiền chưa? Tìm xem đâu rồi. Vâng, đúng rồi, bác ngày gặp lại ạ. Chính xác là giọng đó Đình Sang ạ. Cứ nhìn nha mà đếm thôi, không phải vội đâu. Đâu, mọi người có thể nhận ra xe đấy đang ở đâu không ạ? Các bạn nhận ra chúng tôi chưa? Vâng, mới được 40 mấy tờ thôi, 44, 45 tờ thôi. Kinh nhà điều tra sâu nhỉ, mỡ nước vàng mới phẩm nhỉ, kinh không? Quay lại cho ông nào phát biểu câu này đây. Ok, quay mặt lại đây. Đã kia. Gọi nó lại, lôi cổ lại. Mày thích chứ, mày đọc nhà tao ra không? Mọi người chia sẻ mạnh nhá, đang có một cái lực lượng rất là lạ đang túm lấy xe của chúng tôi nhá. Xem nó là thằng nào. Mọi người cùng chia sẻ mạnh lên nào, mọi người cùng chia sẻ mạnh lên nào. Mày chạy đâu? Mày tưởng đọc nhà tao mà sợ à? Mọi người cũng chia sẻ mạnh nào, có một lực lượng là mặt đến xuất hiện ở đây và bắt đầu có hành động đàn áp. Các bạn vừa thấy những cái hành động tìm cách để triệt hạ cá nhân đó, tìm cách để dọa nạt cá nhân bằng cách là đọc địa chỉ nhà riêng để của anh em để gây áp lực. Vâng, điều đó đơn giản thôi, không có gì là khó khăn cả. Đừng có đọc địa chỉ anh nha, đi làm đông, công an là không ai được phép. Có
địa chỉ anh là lúc nào anh đọc được, có đọc thứ tư mà. Anh ơi. Mọi người cũng chia sẻ mạnh video này lên nào. Cứ nhìn nha, chờ tí thôi mà, đi đâu vội. Thế rồi, vợ lấy mẹ mất 2.000 đấy, khổ xin khắp nơi với đồng tiền này. Mẹ cái thằng kia đâu à? Cái thằng vừa trong rồi. Thường nào công an cứ bảo vào về dân như công an, về dân nói một câu chạy như cho chạy một lão kia. Em nghe anh ơi, không mở cửa thì như thế nào? Rồi đấy còn thế, vỡ kính tôi ai đây? Chết chặt. Chưa? Làm này vừa kính luôn cái đền nhỉ. Đấy, này, làm luôn. Dâm phát tài. Ôi giời ơi, đang đi với anh Sang mà ngồi xem anh Sang đây. Anh hôm nay bận chân lâm liếc thì anh Sang về. Anh Vinh Sang về. Em đang ngồi với anh đang ngồi. Mẹ không, ngồi sau như cái đít. Phải xuống tóm ngay cho tôi chứ, những cái thằng kích động đám đông mà nó mặc áo an ninh tóm luôn. Lúc ấy em vướng cái cửa cái xe của anh, nó sát qua em mở cửa ra thì vướng cơ. Riêng với vai trò an ninh ông phải bảo vệ dân chứ không phải kích động đám đông, không phải mà đọc tên đọc tuổi nhà ra nha. Riêng thằng đấy tao bắt được chết luôn. Tao phải hiểu thế, quyền của người ta là bảo vệ chúng ta, việc làm của họ. Họ hưởng lương để bảo vệ chúng ta chứ không phải là để bảo vệ những doanh nghiệp sai trái. Mẹ cậu xuống tóm một phát cho tôi vào đây ngon. Em mở cửa có bị kích cửa đấy em. Kinh tán. Hình như là nghe tí nói bắt rồi lật. Đâu thì nó gọi. Mẹ nó tóm nó từ đấy chị. Lật rồi. Đắp kính không? Em bảo anh em có ai đây không? Vâng, chúng tôi qua trạm rồi. Và bây giờ thì đang là phải... để xem thế nào tình hình, nếu mà vui vui có khi là làm phát nữa nhỉ. Yeah. Vâng, tạm thời thì cái chiều từ Hà Nội về Hải Phòng nó không có được tắc lắm. Đến xem tình hình như thế nào, có khả năng nếu mà còn ấy thì chúng tôi sẽ quay lại một lần nữa. Tạm thời thì tôi xin dừng livestream này tại đây đó. Vâng. Thế mà tóm ra cái thằng vừa xong thì chết luôn. Các bạn phải hiểu là nhiệm vụ của họ là những người hưởng lương bảo vệ của lương từ ngân sách quốc gia, thì ngân sách quốc gia là ai, là từ tiền chúng ta đóng góp, họ không, họ là người bảo vệ chúng ta khi chúng ta làm đúng luật chứ không phải dọa dẫm chúng ta. Tháng vừa sau nó dọa tớ đấy, nó dám đọc địa chỉ mình, nó bảo vợ mình thế nọ thế kia, địa chỉ nào kia. Mẹ thằng cái tuổi gì
Thôi tôi xin dừng live stream này lại đây nhá. Không sợ chó, phải không? Chúng ta chỉ sợ người, những người làm việc thật, không sợ những người làm láo. Ở xin tôi lên đến tận trên mây rồi và bây giờ là mây mù không nhìn gì nữa rồi. Anh em nào cho các bạn có thể nhìn em mà không nhìn. Mất định xuống ở đây Hưng Yên anh em này tiếp đón mà đi uống cà phê. Có khả năng là phải xin tiền quay lại thôi. Tạm dừng livestream là tại đây nhá. Tiếp tục gặp gỡ bà con trong livestream tiếp theo. Xin chào mọi người nhá.